các bạn. Hôm nay Tình Trung .vn lại quay trở lại với các bạn với cái chuyên đề mỗi ngày một cuốn sách tình trung. Cuốn sách tình trung thì thị trường là hiện giờ rất là nhiều cuốn sách đúng không ạ? Và chúng ta cảm thấy bị lạc giữa cái đám đông, chúng ta không biết mua cuốn gì thì tốt, có ích cho chúng ta. Thì ngày hôm nay mình hướng dẫn các bạn một cuốn là Từ vựng tình trung theo chủ đề, để mà các bạn có thể sử dụng được cuốn này thì các bạn thử tìm xem trong nó có gì nhé. Chúng ta thử tìm kiếm nó. Ở trong cuốn này nó có chia làm hai phần, và một phần rất là quan trọng, người ta nói về cơ thể, các bộ phận cơ thể này, các loại chim này, các chức vụ công ty này, cuộc sống hàng ngày này, điện thoại điện tử, và cái thú vị là họ có cả tranh. Ví dụ các dân tộc, 50 dân tộc thì người ta có 50 bức tranh, tức là mình học theo kiểu nó rất là dễ nhớ, có hình ảnh nó rất dễ nhớ. Và ở trong này chúng ta còn thử xem cái phần hai nó có gì. Chúng ta có thể có các chuyên đề về phê bình cự tuyệt này, nguyên nhân từ chối, lo lắng băn khoăn, đề nghị mời mọc, phê chuẩn và thừa nhận, cảnh cáo nhắc nhở. Có rất nhiều cái chủ đề đấy. Mình cảm thấy nó là một cuốn vừa phải, không phải là quá hóm. Và mình thường là theo cách là cứ để đầu giường mỗi hôm xem trang, hai trang. Tức là như thế mình sẽ tăng được cái vốn từ vựng. Bởi vì thực ra trong quá trình các bạn học tiếng Trung, có nhiều bạn bảo, ôi em không nói được bởi vì em thiếu từ. Bạn phải có từ nhiều hơn thì bạn mới nói được, đúng không ạ? Thì đây quyển này nó sẽ bồi đắp cái khối lượng từ cho các bạn về các cái mảng có liên quan. Thực ra nếu lần tái bản tới tôi sẽ đề nghị với tác giả là sẽ làm thêm cái chuyển thành các cái câu, tức là từ vựng như thế nhưng mà thêm một số câu nữa, thì để áp dụng vào hoàn cảnh luôn thì giúp cho bạn học nó tốt hơn. Về sách thì cuốn này là 85.000, nó gồm có cả đĩa nữa. Các bạn có thể đặt mua tại, đến trực tiếp mua tại Tính Chung .vn số 10 ngõ 156 Hồng Mai, Bạch Mai, Hà Nội. Còn các bạn ở xa thì có thể ở Sài Gòn, ở miền Trung hoặc miền Bắc, các tỉnh như Lào Cai, Yên Bái chẳng hạn, thì bạn có thể gửi tiền vào tài khoản của Tính Chung .vn và chúng tôi sẽ chuyển tài liệu đến tận tay cho các bạn. Cái số điện thoại của bạn có thể liên lạc là 0944004400. Thực ra mà nói thì mình không khuyên các bạn mua một quyển đâu, vì tiền chuyển nó còn tốt hơn cả tiền quyển sách. Thì các bạn có thể xem các cái mục review về sách của mình, có thể mua thêm những quyển có liên quan mà cần cho các bạn, ví dụ như nhân viên văn phòng này, tiếng Trung nhân viên văn phòng này, lượng từ tiếng Trung này, hoặc là tiếng Trung cấp tốc này dành cho nhân viên bán hàng này, hoặc là tập viết chữ Hán này dành cho người mới học, hoặc là cái bộ Hán ngữ 6 tập mà mình vẫn hướng dẫn các bạn tự học online đó. Nhân đây tiếng Trung .vn chúc các bạn học tiếng Trung thành công.